chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin của Du học New World Education ngày hôm nay. Chương trình được đăng tải tại website newworldedu.vn và kênh YouTube của Du học New World. Thưa quý vị, Mỹ vẫn luôn là chủ đề hot nhất hiện nay đối với các bạn du học sinh, sinh viên với một môi trường học tập hết sức là năng động và thỏa sức sáng tạo về công nghệ. Một trong những tập đoàn khổng lồ về công nghệ thông tin như chúng ta đã biết như là Google, Facebook hay Amazon vẫn luôn là những đề tài và tìm kiếm của các bạn du học sinh. Vậy thì đâu là sự thành công đối với những tập đoàn này? Vâng, hôm nay chúng tôi rất vui khi được mời các bạn đến với một trong những chuyên ngành hot nhất, đó là ngành khoa học dữ liệu, gọi là Data Science. Và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được mời đến đại diện tuyển sinh của Tập đoàn Giáo dục Mỹ Educo. Bạn Trung sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề này. Xin chào em. Xin chào chị Anna và em Trung Trevor. Rất là cảm ơn chị Anna và Du học New World đã tạo cái điều kiện cho em có dịp đến đây để chia sẻ với mọi người, các du học sinh hoặc là các bậc phụ huynh mà có con em mình sắp tới lựa chọn Mỹ là cái quốc gia du học. Yeah. Giống như là chị đã nói á, ngành khoa học dữ liệu cũng khá là mới mẻ đối với các bạn du học sinh ha. Yeah. Thì em có thể chia sẻ cụ thể hơn chuyên ngành này là như thế nào? Dạ rồi, thì đầu tiên á, cái ngành khoa học dữ liệu Data Science thì định nghĩa của nó trước đi. Thì Data Science, khoa học dữ liệu, sẽ là một cái ngành mà để gọi là chuyên đọc và phân tích các dữ liệu. Và khi mình phân tích các dữ liệu đó ra, mình sẽ trích xuất nó ra những cái giá trị. Và cái mục đích của khoa học dữ liệu là để cho doanh nghiệp có được những cái thay đổi về cái mô hình kinh doanh nè, hoặc là những cái chiến lược khi mà họ đưa ra một cái sản phẩm gì đó sắp tới ra thị trường. Và để đảm bảo một cái nữa, đó chính là cái chi phí vận hành của họ sẽ được giảm đi thì cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Một cái ví dụ điển hình thôi, thì những cái nhà bán lẻ hoặc là những cái website đi, ví dụ như là Lazada nè, Tiki nè, hoặc là ở bên Mỹ thì mình có Amazon, thì họ chắc chắn sẽ phải có một cái đội, một cái team để có thể gọi là đọc, phân tích những cái dữ liệu của những cái người mà hay mua những cái sản phẩm trên website của họ. Những cái dữ liệu đó có thể đến từ gọi là nhân khẩu học nè, tên tuổi, giới tính nè, cái mức lương nè, hoặc là cái khung giờ, cái thời gian mà họ hay vào website để họ đặt hàng những cái sản phẩm. Và những cái sản phẩm họ hay mua ứng với cái giới tính hoặc là cái độ tuổi của họ sẽ là những cái sản phẩm nào, thì các ông lớn này, các tập đoàn này sẽ tập trung focus, mình quảng cáo, marketing những cái sản phẩm đó vào cái khung giờ mà họ hay lên họ search. Thì chắc chắn đó là một cái sức mạnh của ngành khoa học dữ liệu. Vậy thì ngành khoa học dữ liệu này khá là quan trọng ha. Em có thể chia sẻ thêm về cái thế mạnh đào tạo về chuyên ngành này tại các trường đại học ở Mỹ được không? Dạ được chị Anna. Thì đầu tiên là em đến từ là Educo, và Educo có khoảng 6 trường đại học cấp quốc gia National Ranking tại Mỹ. Thì hôm nay thì em mang đến đây là trường đại học Duke University, tọa lạc ở Pittsburgh, tỉnh bang Pennsylvania. Thì cũng có những cái chương trình mà cử nhân 4 năm rất là tập trung về cái chương trình khoa học dữ liệu Data Science này. Hiện nay Educo cung cấp chương trình học bậc đại học cho các chuyên ngành này cho các bạn sinh viên tại Duke University ở thành phố Pittsburgh, tỉnh bang Pennsylvania. Hệ cử nhân 4 năm, sinh viên sẽ phải đưa ra những giải pháp cho những dữ liệu từ ít đến khổng lồ cho những trường hợp thực tế. Thế mạnh ở Mỹ là quốc gia đi đầu về công nghệ, kinh tế, tài chính hoặc nhiều lĩnh vực khác. Các lĩnh vực này đều rất cần những bạn tốt nghiệp về khoa học dữ liệu. Khoa học dữ liệu cũng là một ngành rất là đang cần ở nước Mỹ, gọi là high demand. Chương trình bậc đại học chuyên ngành khoa học dữ liệu sẽ là 4 năm với khoảng 120 tín chỉ. Duke University sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập, internship thông qua Center for Career Development, hệ thống Handshake, Pittsburgh Technology. Thông thường, sinh viên sau 2 năm sẽ đi thực tập. Mức lương thực tập tùy vào chính sách của công ty có thể dao động từ 0 cho đến tầm 10-20 đô một giờ. Một số top companies về data analytics tại Pittsburgh: MobiWebTech, MSH, Cyber Global, Application Verification. Điều kiện đầu vào: bảng điểm cấp 3 tầm 7.0 trở lên và khả năng tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên. SAT, ACT là optional chứ không bắt buộc. Vậy thì với chương trình đào tạo như vậy, không biết là mức học phí ở các trường đại học như thế nào em ha?
Dạ thì tùy vào cái trường đại học mà các bạn chọn lựa thì cái mức học phí dành cho chương trình cử nhân ở Mỹ ngành Data Science sẽ dao động từ khoảng 30 tới 40 nghìn đô Mỹ. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì ngay cả Duke University có cái mức học bổng là lên tới khoảng 22 nghìn mỗi năm cho các bạn sinh viên. Em mình lấy ví dụ đi, một bạn được khoảng 22 nghìn đi thì sẽ là năm nhất, năm 2, năm 3 và năm 4 đều được 22 nghìn hết. Wow, vậy thì tính ra thì cái mức học phí cũng không phải là quá cao các bạn ơi. Vậy thì không biết là các bạn sinh viên sau khi ra trường á, với chuyên ngành này thì Trung có thể chia sẻ về cái cơ hội việc làm tại Mỹ cũng như là mức lương của các bạn có thể nhận được là khoảng bao nhiêu? Dạ rồi, thì đầu tiên á, thì cũng rất là may mắn bởi vì cái ngành Data Science này được xếp hạng trong cái danh sách gọi là STEM List, là Science, Technology, Engineering và Mathematics, những nhóm ngành STEM của nước Mỹ. Thì khi mà các bạn học xong một cái chương trình cử nhân nè, hoặc là mấy bạn học xong một cái chương trình thạc sĩ về những cái ngành thuộc nhóm ngành STEM này, mình sẽ được ở lại Mỹ làm việc, gọi là OPT, là lên tới 3 năm. Với lại, tình trạng khan hiếm nhà khoa học dữ liệu, Data Scientist, phổ biến đến nỗi người ta có cảm giác rằng đi đâu cũng nghe thấy các yêu cầu tuyển dụng về chức vụ này. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng tuyển ứng viên nhà khoa học dữ liệu Data Scientist qua trang web cung ứng nguồn nhân lực Indeed.com đã tăng 75% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2018. Một nhà khoa học dữ liệu thông thường được trả mức lương trung bình ban đầu khoảng 119.000 đô la một năm và sau đó tăng lên ở mức khoảng 168.000 đô la một năm. Những người có chứng chỉ hay bằng cấp có liên quan đến ngành khoa học dữ liệu nằm trong nhóm chuyên gia được tìm kiếm nhiều nhất trong lĩnh vực kinh doanh, với một số tiến sĩ khoa học dữ liệu được hưởng mức lương từ 300.000 đô la Mỹ trở lên trong vòng một năm. Wow, mức lương thực sự rất là cao đối với các bạn du học sinh. Vậy thì các bạn ơi, các bạn có biết không, năm 2018 Harvard Business Review đã bầu chọn cho Data Scientist là một trong những công việc hot nhất của thế kỷ 21 về sự thành công và sức ảnh hưởng của dữ liệu trên thị trường thế giới. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay bản tin về ngành khoa học dữ liệu cũng đã kết thúc khép lại ở đây. Cũng cảm ơn đại diện tuyển sinh của Tập đoàn Giáo dục Educo, bạn Mỹ Trung đã đến tham dự ngày hôm nay. Dạ rồi, em cảm ơn là chị Anna và Du học New World cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và các bạn du học sinh cho kỳ nhập học mùa thu Fall 2021 sắp tới, nhanh tay nhanh chân lên. Cái hy vọng có thể là tới New World và có thể rinh ngay được những cái học bổng hấp dẫn nhất của trường Duke University ha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Quý vị ơi, quý vị cũng đừng quên gọi đến tổng đài hotline của chúng tôi là 1800 6577, cũng như là truy cập vào website của khoaweb.uedu.vn để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho quý vị khán giả. Ngoài ra, quý vị cũng đừng quên like, share cũng như là đăng ký trên kênh YouTube của Du học New World nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo.